đàn quê yêu bông lúa tiếng con ta, những mẹ già ngồi trong trẻ đùa sớm rơi, rừng rừng ngồi cười như thở còn đôi mươi, mắt em màu trung dương, tóc em biển sóng cồn, gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu buồn mà duyên dáng, anh là thủy thủ man lòng biển cả trao tình về em đã. Sao đêm, đêm sao mà vắng lòng, vắng lòng càng thương hơn, tình nào cho em, tình nào cho nước. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình trung, bùi tối ngủ trên đôi hói hòn đá nhỏ, còn đường nào, còn đường nào dẫn đến một dòng sông, một dòng sông mà con đò và cậu hò nước trôi xuôi. Bụi sáng ngồi trong rừng hói ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê, một miền quê trời hánh nắng dù cô càng sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Em thường hay ước mơ. Chàng chiến binh đây là chàng phi công hay là chàng thủy thủ, biển sáu anh lấp bằng tình em lai lán tình, tình anh như núi ngàn tình em như suối nguồn, màu xanh kia vắng còn con xanh như chúng mình với anh người yêu lý tưởng. Hương anh rồi trong muôn ngàn nỗi nhớ, gọi tên em gọi mãi không nguôi, anh gọi tên em mịt mù trong gió lòng, gọi thầm nỗi nhớ tơi bời. Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường quan nghĩ chuyện phù vơ. Tôi vẫn nhớ đêm những hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày em đi tôi nhường nước mắt đầy lường sầu. Trăm năm ta cùng kiếm tóc xe duyên hồng vàng, chiều nay gió đông về rừng tranh trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sau lanh bu đêm trường ngày mình bước chân buồn. Em đã đồng con đi bao giờ. Em ơi có bao nhiêu sao mới nằm cuộc đời, hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu, hai mươi năm sau sao lương cao vời vời, hai mươi năm cuối là bao. Hãy subscribe.
bao nhiêu. Sau mỗi năm một đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao năm, anh 20 còn trong nỗi anh đã lo tình đời thôi. 20 năm u hoài đầu vừa đêm vai gặp nhau từ duyên may, ngờ đâu vì duyên đã lỡ rồi, lỡ tôi lỡ đời nay ta không xứng đôi. Tôi có chờ tiếp sau cớ sao buồn này kim, cớ sao sầu này kim, ai thương em hơn anh mà tìm, cớ sao quan họ quan trên sông con đỏ ngang quan ở quan họ. Em về chăm lo biết nhà tông lô vùng vương cầu liếp dư. Em ơi quan họ quan lúa chín tô mồ hôi, quan ở quan họ tươi mùa đơm bông, người ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn giữa sân nghe bóng ai nhẹ hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng họ chơi vui vì trong tàn lá lơi, tiếng chân rộn ràng bao vì chạy buôn lời. Hàn dừa cao nghiêng nghiêng soi bóng sông, một ngày mai say sưa trong ước mong, gái miền sông hương hẹn trai miền kiêu long, hai ta ước thề say đắp tình duyên nguyên. Gái miền sông hương hẹn trai miền kiêu long, hai ta ước thề say đắp tình duyên quê. Rồi chào các bạn, lấy hôm nay thì tiếp tục chia sẻ các bạn cái liên khúc của điệu tuyết ha. Sáng giờ nó muốn cảm đó các bạn, cho nên là nhiều khi hát cũng không nổi, nhưng mà cũng cố gắng ha, hát cho trọn liên khúc để các bạn tham khảo, các bạn hình dung để vào bài các bạn dễ tập nha. Chứ nó cũng muốn cảm là nhiều khi hay nó cũng không có nha các bạn, cho nên là hát ví dụ có nó có cái chỗ mà nhiều khi mình hát cũng ráng, nhưng mà nhiều, đôi lúc nó cũng không nổi nha các bạn. Rồi thì có gì các bạn thông cảm ha, chủ yếu là mình hát để các bạn tham khảo thôi, các bạn hình dung các bạn tập thôi ha, tập được thì các bạn hát, rồi chính các bạn hát ha. Rồi với cái điệu tuyết này á thì cũng là rất nhiều bài trên trong trưởng nha các bạn. Thì mình cũng hát mẫu các bạn 10 bài thôi ha. Thì mình có hát mẫu vừa thứ vừa trưởng luôn để các bạn hình dung. Rồi sau đó mình cũng chia sẻ các bạn để các bạn tập trên tông thứ và tông trưởng luôn ha. Ở đây mình chia sẻ trên tông rê thứ và thế bó hợm chặn nha các bạn. Cũng như mình thường nói là những cái điệu mà nó cao trào, nó sôi động chút xíu thì các bạn nên sử dụng hợm chặn cho hay ha. Thì với rê thứ này thì các bạn nào không quen sử dụng hợm chặn, các bạn có thể sử dụng rê thứ đây cũng được ha, với những cái hợp âm đó thôi. Còn những bạn nào muốn đàn hợp âm chặn thì cứ xem clip số 15 giáo trình guitar cấp tốc của mình ha. Có tiêu đề là xem một clip biết được thế bấm tất cả các hợp âm, và cứ gõ đơn giản vậy thôi và tên mình là sẽ ra ha. Thì tiêu đề clip đó nó cũng rất dài các bạn. Rồi đầu tiên mình chia sẻ intro đi ha, rồi tới đâu mình sẽ nói tới đó. Intro thì lấy cái bài đầu tiên là cái bài Tình Thấm Duyên Quê ha. Thì trong cái tuyết này cũng có một số bài mà các bạn thường đàn cha cha ha, nhưng mà các bạn áp dụng vào tuyết luôn cũng được ha. Tại vì mình tìm một số bài mà 10 bài mà nói chung là có thể là quen thuộc có thể là quen thuộc, bạn nào cũng có thể biết những bài này để các bạn dễ tập ha. Rồi rồi bài đầu tiên là bài Tình Thấm Duyên Quê. Rồi thì lấy intro của cái bài này luôn, cái intro của cái bài này sẽ rất là dễ ha, đơn giản, ít note, các bạn tập lẹ lắm ha. Rồi các bạn ghi intro rồi mình chia sẻ đàn như thế nào ha. Rồi vậy đây ha. Rê, mình có ghi số dây và vị đi bấm cho các bạn luôn ha. Rê đô rê la la. Vậy ha. Rê đô rê la la. Rê đô rê. Rồi sau đó các bạn bấm vô la trưởng bấm tắt á. Rồi đàn la la ha. Tại các bạn đang đàn đàn nốt thì các bạn nên bấm tắt, chứ đừng bấm chặn thì thao tác các bạn nó sẽ
thao tác các bạn nó sẽ bị chậm ha, cho nên là nhịp bấm số lượng vừa đàn nốt thì các bạn phải bấm tắt vậy đó ha. Rê đô rê la la vậy đó, rê đô rê rồi bấm la trưởng, bấm tắt đàn hai cái, dậm hai cái vậy ha. Rê đô rê la la, rê đô rê la la vậy đó ha, rê đô rê la la. Rồi tiếp câu tiếp theo, fa rê fa son, son này dậm hai cái son ha. Fa rê fa son son, son này các bạn cũng bấm tắt son thứ ha. Rồi nè, như mình nói clip số 15 rồi ha, rê rồi tới mi rồi tới fa rồi tới son vậy đó ha. Rồi rồi bấm tắt son thứ á, fa rê fa son son, fa rê fa son son vậy đó ha. Rồi đàn tiếp câu tiếp theo, fa rê fa son la la mi son la rê, fa rê fa son la la mi son la rê. Rồi sau đó dậm rê 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 vậy ha, bấm tắt cũng được hoặc bấm chặn cũng được. Rê 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 nè, rê là thả ba ngón này ra, ngón trỏ vẫn giữ ha, vẫn giữ 6 giây. Rê rồi rê rồi bấm lại nha. Còn nếu bấm tắt như chỗ này, rê 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 là lấy ngón trỏ chặn 3 giây ngang eo năm ha, 1 2 3 là rê đó. Rồi rê bấm lại, rê 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 ha, rê 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 rê. Các bạn dậm đây cũng được, rê 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 rê. Rồi các bạn bấm chỗ nào cũng được ha. Rồi lại cho các bạn nha. Rê đô rê la la, fa rê fa son son, fa rê fa son la la mi son la rê 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 rê. Rồi vậy thôi là vào bài. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ha. Rồi lại ha. Rê đô rê la la, fa rê son son, fa rê fa son la la mi son la rê 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 rê. Rồi ngừng hát, tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ha. Rồi mới thì bạn cứ tập cho quen những nốt đó nằm ngay chỗ nào, đàn được rồi thì tập từng câu từng chậm chậm từng câu, sau đó ráp lại ha, và đàn nguyên intro và đàn nhanh lên ha. Rồi lại intro của bạn một lần nữa ha, chậm một lần nữa đi. Thấm xíu ngồi dầm vậy không, cái là vào bài ha. Rồi lại anh đưa bạn một lần nữa ha. Vậy ha. Rồi sau khi đưa vậy các bàn vào bài, rồi vào bài thì các bạn đang tweet lên ha. Rồi thì mình chia sẻ các bạn rất là nhiều liên khúc của những cái điệu khác ha, Fox, cha cha, disco, rồi bolero gì đó, habanera gì đó. Hôm nay thì tới tuyết ha. Nói chung các bạn tập những cái liên khúc này á, thì sau khi tập được một cái liên khúc với 10 bài này thì các bạn thì coi như là các bạn đã quá rầm về cái điệu đó rồi ha. Tất cả những cái liên khúc nào không riêng khúc tuyết này, mình chia sẻ liên khúc bolero, liên khúc xỉu rock, liên khúc habanera, rồi liên khúc cha cha, disco gì chia sẻ các bạn hết rồi ha. Thì khi các bạn đang được một liên khúc thì thường một liên khúc mình sử dụng, mình ví dụ mẫu 10 bài 20 bài gì đó, thì khi các bạn đang được một cái liên khúc rồi thì sau này cứ gặp cái bài nào trên cái điệu đó, mặc dù không nằm trong liên khúc này, nhưng mà dựa vào liên khúc mà các bạn điểm này như thế này á, sau này gặp những bài khác các bạn điểm được hết ha. Các bạn cứ na ná y như trong cái liên khúc thôi ha, cứ na ná và cái cách y như ăn dạy, nắm được cái cách rồi thì sau này bất kể bài nào nằm trên điệu đó, mặc dù không nằm trong liên khúc này, các bạn vẫn điểm hát ok ha. Rồi cho nên là những liên khúc các bạn cố gắng tập lại cho mình ha. Tất cả những cái điệu luôn mình chia sẻ các bạn rồi, thì các bạn những điệu thông dụng thì các bạn cứ tập từng điệu luôn ha, ráng tập làm sao mà trong nguyên cho hết cái liên khúc của điệu đó, là sau này khi gặp những bài hát nằm trong điệu đó là các bạn đàn được liền ha. Rồi rồi bài đầu trở lại liên khúc tuyết này, bài đầu tiên là tình thấm duyên quê ha. Rồi thì hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó ha, mình sẽ không đọc hợp âm để mất thời gian, mình chỉ đọc những cái chỗ dậm như thế nào, chuyển đoạn ra sao thôi ha. Thì mình cũng ghi màn hình và mình cũng ghi ở phần comment cho các bạn luôn.
để các bạn in ra để các bạn giải tập ha. Rồi rồi sau intro thì vào bài tình thấm như quê, tình nồng thấm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dần hương mai tóc xanh, nhưng tình băng hoa là những tình đơn sơ, ôi tôi thì đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Rồi vậy ha, trong cái đoạn đầu tiên thì các bạn thấy với liên khúc này thì 10 bài thì dĩ nhiên mỗi bài nó sẽ có mỗi cái tông khác nhau. Nhiều khi có bài mình hát vừa, có bài mình hát hơi thấp, có bài mình hát phải rất là ráng hơi cao ha, và đôi lúc nó muốn đứt hơi luôn, cho nên hát nhiều khi chạy lẹ và bỏ chữ luôn á. Chứ nhiều khi cái điệu thì mình cứ xuyên suốt thì mình không có ngưng được, cho nên mình hát nhiều khi mà mình cái hơi mình không có đó, mình bị tụt hơi là mình phải chạy bỏ chữ và đi dí theo cái điệu luôn á nha các bạn. Cho nên thì mình nói dọc mình đang cảm nữa thì cái hơi mình nó không có, cho nên là khi các bạn tham khảo bài hát mẫu thì các bạn có gì thông cảm cho mình nha. Nói chung là chủ yếu là mình hát để các bạn tham khảo, để các bạn hình dung, các bạn dễ tập thôi, chứ mình hát thì cũng không có hay ho gì cả ha. Rồi không hát cũng được, nhưng mà nếu mà không hát chia sẻ cho các bạn, vừa vô chia sẻ luôn thì rất là dễ cho mình và khỏe cho mình rồi. Vô chia sẻ liền thì dễ lắm, là khỏe lắm, mình không cần phải hát cho mệt hai của mình. Nhưng mà như vậy thì các bạn sẽ khó tập, tại vì chia sẻ như vậy nhưng mà các bạn phải dựa vào đâu để các bạn tập chứ, cho nên là phải hát mẫu đó rồi mà chia sẻ. Chia sẻ xong các bạn dựa vào bài hát mẫu của mình và các bạn tập lại y vậy ha. Cho nên thường những cái bài mình chia sẻ là mình phải hát mẫu cho các bạn, mặc dù hơi mệt chút xíu ha, nhưng mà không sao, cũng cố gắng cho các bạn thôi ha. Rồi và đầu tiên tình thấm như quê hết đoạn 1. Quê tôi văn đẹp mỗi tình ngây thơ pha trưởng ha. Rồi ngay ngày các bạn dậm pha 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 đi ha, pha 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 pha, hoặc là 3-5 cái pha cũng được, pha 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 pha, hoặc là pha 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 vậy đó ha. Tức là quê tôi vẫn đẹp, đẹp với tình ngây thơ, bấm pha trưởng dậm pha 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 pha. Rồi hát tiếp đoạn thứ hai, chiều làng quê xây xưa trong tiếng ca vậy đó ha. Rồi mình sẽ ví dụ cho các bạn ha. Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ, pha 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 pha, chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê vậy đó ha. Cứ sau khi dậm pha rồi ngưng rồi bắt đầu hát đoạn thứ hai vậy đó ha. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trong trẻ đùa sớm dưới, rung rung môi cười như thối còn đôi mươi. Rồi thì mỗi lần chuyển bài và mỗi lần chuyển đoạn thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ dậm hợp âm giống như cái pha đầu tiên các bạn dậm ha. Rồi những bài khác thì có thể hợp âm khác, hợp âm rê hoặc là âm la, nhưng mà cũng kiểu dậm như vậy, cứ pha 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 pha, nếu la thì la 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 la, nếu rê thì rê 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 rê, rê vậy thôi ha. Còn chỗ nào thêm một cái dậm nữa thì mình sẽ nói ha. Rồi hết bài đầu tiên, tình thấm duyên quê, về đây thứ rung rung môi cười như thứ còn đôi mươi, về đây thứ dậm rê 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 ha, rê rê lúc nãy intro mình nói rồi ha, cứ dậm vậy rê 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 rê. Rồi ngưng hát, bài thứ hai là bài tình yêu thủy thủ ha, mắt em màu chung dương vậy đó ha. Rồi mình ví dụ các bạn hết bài 1 qua bài 2, hết bài tình thấm như quê qua bài tình yêu thủy thủ cho các bạn nè. Rung rung môi cười như thứ còn đôi môi, rê 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 rê, mắt em màu chung dương, tóc em biển sóng cuồn, gió nhẹ tự như hơi thở của người yêu, hồn mà duyên dáng. Rồi qua bài tình yêu thủ hết hết cái đoạn đó thì các bạn về la trưởng và dậm 5 cái la, la 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 vậy đó ha. Rồi ngưng hát tiếp vậy đó ha. Buồn mà duyên dáng, la 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 la, rồi ngưng. Anh là thủy thủ mang lòng biển cả trao tình về em vậy đó ha. Hết câu này thì dậm rê 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 rê. Rồi thì mình hợp âm chữ cái lời bài hát và âm mình ghi màn hình ha, mình không đọc tới đâu âm nào, các bạn cứ nhìn theo đó ha. Rồi lại các bạn ha, hết cái đoạn đầu tiên qua đoạn thứ hai, nói chung mình ngắt ra nhiều đoạn vậy đó. Qua đoạn thứ hai, hết đoạn đầu tiên của bài thị thủ dậm 5 cái la, la 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 ha. Rồi anh là thị thủ mang lòng bị cả trao tình về em, hết đoạn này dậm rê 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 ha, rê 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 cũng được. Rồi ví dụ nè, như tựa như hơi thở của người yêu, buồn mà duyên dáng, la 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 la, anh là thủy thủ ở thủy thủ mang lòng biển cả trao tình về em, rê 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 vậy đó. Rồi hát tiếp, đã đàn em yêu anh, rồi cứ tuyết lại ha, sao bằng anh thương em đó, cứ vậy cứ tuyết lại, như biển đông lai lan vi bằng đất nước mình nên bề dâu hoang tàn, nhưng tình không tàn biển. Rồi về la trưởng tàn biển, rồi la trưởng dậm la 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 la. Rồi ngưng hát tiếp, nhớ em vì sao đêm vậy ha. Rồi ví dụ nè,
về dâu hoang tàn. Những tình còn tàn biến là nhớ em vì sao đêm đêm sao mà vắng lòng vậy ha. Vắng lòng càng thương hơn rồi, tình nào cho em tình nào cho nước, hết câu này thì về là trưởng nước rồi cũng dậm la rồi ngưng hát tiếp. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình chung rồi hết cái câu này thì dậm rê. Sau đó thêm một cái rê nữa ha, đó rê đó. Rồi hát bài tiếp theo là bài ngày đã đơm bông vậy đó ha. Rồi ví dụ cho các bạn nè, hết bài tình yêu thủy thủ qua bài ngày đã đơm bông nè, ví dụ ngay chỗ câu khúc này luôn nè. Nhớ em vì sao đêm đêm sao mà vắng lòng, vắng lòng càng thương hơn, tình nào cho em tình nào cho nước la. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình chung rê vui thói ngu tính đôi hối hả. Rồi cứ rê rồi hát bài tiếp theo là bài ngày đã đơm bông. Bui thói ngu chín ngày buổi là bắt đầu viết lại lên liền ha. Nè sau khi hết tình yêu thủy thủ rê rồi ngưng hát ngày đã đâm bông. Bụi tối ngu nhỏ ngày buổi là bắt đầu tuyết lại liền ha. Bụi tối ngu chiến đôi rồi học âm tới đâu chuyển tới đó cứ tuyết đều tay ha. Rê bụi tối ngu chiến đôi hối hòn đá nhỏ vậy ha các bạn. Rồi con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường sẽ ngồi giặt áo và con đò và cậu hò theo nước trôi xuôi rồi về lại rê thứ dặm rê thêm cái rê nữa rồi hát tiếp đoạn tiếp theo. Buổi sáng ngồi trên rừng hối ngàn lá đổ vậy đó ha. Rồi hết đoạn đầu tiên thì cũng dặm rê rồi thêm cái rê nữa rồi hát đoạn tiếp theo ngay chữ đầu tiên chữ buổi thì cũng bắt đầu tuyết lại liền ha. Bụi sáng ngồi trên rừng hối ngàn lá nhỏ đó rồi vậy ha. Rồi ví dụ hết đoạn 1 qua đoạn 2 cho các bạn này, cái bài ngày đã đâm bông nè. Và câu hò theo nước trôi xuôi rê. Bụi sáng ngồi trên rừng hối ngàn lá đổ vậy đó ha. Rồi con đường nào dẫn đến một miền quê trời hắng nắng ru có cằn sỏi đá đời mưa về cho lá đâm bông rồi về lại rê thứ rồi dặm rê. Ngưng hát bài tiếp theo là bài người yêu lý tưởng ha. Ví dụ nè, cái hết bài ngày đó đâm bông dậm rê rồi hát bài người lý tưởng vậy thôi ha. Ví dụ nè, đời mưa về cho lúa đâm bông rê. Rồi ngưng hát. Em thường hay ước mơ một người yêu lý tưởng vậy ha. Rồi cứ tuyết lại âm tới đâu chuyện tới đó ha. Em thường hay ước mơ rồi bắt đầu tuyết lên mơ người yêu lý tưởng rồi tiếp ha. Với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng điềm chút phong sương rồi điềm chút phong sương chỗ này dậm rê. Rồi đây là trang chỗ này khỏi dậm đi chỗ này các bạn, đây là nè chỗ này, đây là trang chiến binh, đây là trang phi công hay là trang thủy thủ các bạn muốn dậm vậy cũng được ha. Đây là trang chiến pha dậm pha hay là trang phi son phi công á dậm son hay là trang thì thủ dậm rê ha. Nè ví dụ các bạn muốn dậm thì dậm ba chỗ đó ha, không đằng tuyết chỉ ngưng rồi mình dậm thôi ha. Hết đoạn trên á, với vẻ hoa lắm nét kiêu hùng điềm chút phóng sướng rồi dậm rê rồi ngưng luôn. Đây là trang chiến binh, đây là trang phi công hay là trang phi thủ vậy đó ha. Rồi còn không dậm thì tuyết xuyên suốt cũng được ha. Hết đoạn trên, lắm nét kiêu hùng điềm chút phóng sướng dậm rê. Rồi cái tuyết bình thường ha. Trang chiến binh hay là trang phi công hay là trang thủy thủ đó xuyên suốt cũng được, còn không dậm cũng được ha. Thì các bạn dậm đi ha, dậm cho nó hay chút xíu, thay đổi chút xíu đi ha. Hào hoa lắm nét kiêu hùng điềm chút phóng sướng rê. Rồi ngưng. Đây là trang chiến binh, đây là trang phi công hay là trang thủy thủ. Thủy thủ xong dậm cái rê một cái rồi dậm tiếp rê. Rồi ngưng hát đoạn tiếp theo ha. Nè. Đây là trang chiến binh, đây là trang phi công hay là trang thủy thủ rê. Rồi hát tiếp. Biển sâu anh lấp bằng tình em lai láng tình rồi
ha. Rồi tiếp lại, không tới đâu chuyện tới đó. Tình anh như núi ngàn, tình em như suối nguồn, màu xanh kia vẫn còn con sánh với chúng mình. Hỡi anh người yêu lý tưởng. Rồi về lại rê thứ ha. Dậm. Rê 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 rê. Hỡi anh người yêu lý tưởng. Về rê thứ dậm. Rê 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 rê. Rồi tiếp tục tuyết không ngưng gì hết ha. Chỗ này không ngưng, dậm rê 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 xong rồi cứ viết tiếp tục không ngưng gì hết. Hát tiếp bài tiếp theo là bài Hương ha. À, ví dụ nè, chỗ này không ngưng, dậm xong không ngưng nha các bạn. Dậm xong rồi cái đàn viết lại bình thường ha. À, ví dụ nè. Sánh như chúng mình với anh người yêu lý tưởng chắc bồng. À, dậm lý tưởng rê 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 chắc bồng chắc bồng chắc bồng. Đó, cứ dậm rê 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 xong rồi tiếp bình thường và hát cái bài tiếp theo đó ha. Rồi bây giờ mình không đọc, mình sẽ hát nè. Cứ dậm rê 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 xong rồi tiếp bình thường hát bài tiếp theo là bài Hương ha. Ví dụ lại nè. Không xanh như chúng mình với anh người yêu lý tưởng Hương. Anh gọi tên em trong ngàn nỗi nhớ. Rồi cứ tiết lại và cứ hát bài Hương thôi ha. Rồi tới đâu chuyển tới đó. Anh gọi tên em mịt mù trong gió lòng, gọi thầm nỗi nhớ chơi vơi. Rồi chơi vơi về lại rê thứ. Dậm rê 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 rê. Thêm cái rê nữa hát bài tiếp theo là bài Tôi Vẫn Nhớ ha. Rê 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 hát bao năm qua dù xa em dễ ha. Rồi ví dụ hết bài Hương qua bài Tôi Vẫn Nhớ cho các bạn nè. Gọi thầm nỗi nhớ tươi vơi rê 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 bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ vậy đó ha. Rồi không tới đâu chỉ tới đó. Nhớ con đường nắng u buồn dịu nhau đi tìm trong bóng mát lòng băng khuơ nghĩ chuyện vu vơ. Rồi nghĩ chuyện vu vơ là vậy là trưởng dậm la 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 ha la 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 la. Rồi dậm năm cái la la là la hay la la gì cũng được ha các bạn. Tức là chiều nhau đi thì nhau mang lòng băng khoăn cái chuyện vu vơ về la trưởng dậm la 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 la. Rồi hát tiếp đoạn tiếp theo. Tôi vẫn nhớ nhớ điểm hẹn hò bến chân sau vậy đó ha. Rồi ví dụ các bạn nè. Lòng băng khoăn cái chuyện vu vơ la 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 la. Rồi ngân hát. Tôi vẫn nhớ nhớ điểm hẹn hò bến chân sau. Rồi cứ tiếp tục âm tới đâu chuyển tới đó. Từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Nói hương ngọt ngào. Chỗ này các bạn khỏi lót thì cũng được ha. Cứ truyết xuyên suốt thì khỏi lót. Ngọt ngào. Rồi ngọt ngào xong dậm rê 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 ha. Khi mình hát hồi nãy mình hình như mình có lót ngay chỗ đó. Tại vì quen tay lót thôi ha. Chứ thật ra mình chia sẻ thì các bạn khỏi lót đi. Cái bài này thì mình cũng chia sẻ các bạn cái bài riêng này rồi. Bài Tôi Vẫn Nhớ mình chia sẻ các bạn rồi. Solo, điểm hát đồ, những câu lót như thế nào mình chia sẻ rồi ha. Nhưng mà ở cái liên khúc tiếp này các bạn khỏi lót cũng được ha, khỏi tập khỏi nhớ có một câu lót lên chị mất công. Tại lúc nãy mình đàn cái tự nhiên thói quen thôi chứ mình tự nhiên cái mình lót vô thôi. Thật ra khi mình chia sẻ thì mình không có chia sẻ câu lót đâu, chỉ là chuyển đoạn này dậm cái là vào đoạn khác thôi, vào bài khác thôi. Vậy là đơn giản cứ tuyết xuyên suốt ha. Rồi yêu thương ngọt ngào về đây thứ dậm rê 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 rê. Rồi hát tiếp đoạn tiếp theo hợp âm tới đâu chuyển tới đó ha. Ví dụ nè. Từng câu nói yêu thương ngọt ngào về đây tôi vẫn nhớ câu hẹn tình đầu đã ngồi yên trong cõi thâm sâu ngày em đi tôi gạt nước mắt thế lượng sầu bi. Vậy đó ha. Rồi tức là chỗ này nó có qua cái hợp âm trưởng như rê trưởng như các bạn. Tôi vẫn nhớ câu hẹn tình đầu, chỗ này các bạn bấm âm rê trưởng ha. Rồi nói chung là hợp âm các bạn quen bấm chỗ nào các bạn cứ bấm hợp âm đó. Các bạn muốn dùng rê trưởng chỗ này cũng được hoặc rê trưởng chỗ này cũng được, các bạn quen chỗ nào bấm chỗ đó ha. Rồi nhưng mà mình nói những cái điều này các bạn nên sử dụng hết âm chặn ha, cho nên sử dụng rê trưởng đây là chặn luôn giống đô trưởng vậy đó ha. Rồi thì cứ thấy hợp âm nào các bạn cứ chuyển hợp âm đó ha. Rồi thói quen bấm ngay chỗ nào các bạn cứ bấm ngay chỗ đó. Tôi vẫn nhớ là chuyện tình đầu đàn nguyện trong cõi thâm sâu ngày em đi tôi gạt nước mắt thấy lương sầu bi. Về la trưởng dậm la 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 ngưng. Rồi hát tiếp đoạn tiếp theo. Tôi vẫn nhớ những đêm niềm màu vậy đó ha. Chỗ này hai cái hợp âm trưởng nữa nè, rê trưởng nữa nè. Người ta ha. Chỗ đó các bạn sử dụng rê thứ luôn cũng được nhưng mà phải qua rê trưởng các bạn nghe nó mới hay ha. Chỉ dùng ngay chỗ đó thôi, còn lại các bạn sử dụng rê thứ hết. Chỉ hai ngay chỗ đó các bạn qua rê trưởng nghe cho nó hay thôi. Nó mới lạ thôi, nghe nó lạ tai vậy dạng vậy đó ha.
trong lúc các bạn điểm hát đâu, lúc bạn phải đàn vậy đó. Còn không, các bạn sử dụng re thứ luôn cũng được ha, không sao hết. Tôi vẫn như những đêm nhiệm màu cùng người đang bay đêm sau đêm, nó re thứ xuyên suốt cũng được ha, nhưng mà các bạn qua re trưởng các bạn nghe nó hay hơn xíu. Tôi vẫn như những đêm nhiệm màu, tại vì có hai câu ngắn ngủn vậy thôi mà chuyển qua re trưởng nhiều khi sẽ khó khăn với một số bạn, cho nên các bạn không chuyển re trưởng thì chỉ lùm re thứ luôn cũng được nha. Rồi à, cùng người đang tới đếm sau đêm hay chấm năm tới cùng kết tóc xe viên mộng vàng về rê thứ dậm rê 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 rê. Rồi ngưng hát bài tiếp theo là bài sầu đông ha. Rồi ví dụ hết bài tôi vẫn nhớ qua bài sầu đông cho các bạn nè, thì cũng dậm rê 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 thôi, giống như nãy thôi ha, y chang những cái chỗ kia. Hàng trăm năm ta cùng trên tóc xe duyên mộng vàng rê 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 rê, chiều nay gió đông về vậy ha. Rồi cứ dầm hết bài tôi nhớ, dầm rê 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 rê, ngưng hát bài sầu đông. Rồi cứ hợp âm tới đâu chuyện đó. Rê 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 rê, ngưng. Chiều nay gió đông, rồi ngày đông bắt đầu. Ngày đông là lên lên triết rồi đó nha các bạn, bắt âm rê và triết rồi ha, không dạy cái tiểu về ha. Chiều nay gió đông về, ngày đông là bắt đầu đàn lại nha, mặc dù ở sao nó còn chữ về nữa, cái câu đó đó. Chiều nay gió đông về, ngay bến chuyển qua si dân trưởng liền, nhưng mà còn chữ xưa sao ha. Cho nên khi hợp âm mình ghi ngay sau lưng cái chữ nào thì tưới chữ, khi hát tưới chữ đó là các bạn cứ báo hợp chuyển hợp âm ha, mặc dù sau lưng nó còn thầm một cái chữ đó ha. Các bạn mà để hợp âm mà sau lưng để hợp âm mà ngay hết câu luôn thì nhiều khi nó bị tạc nhịp nha. Cho nên là cứ thấy hợp âm ngay chữ nào mình ghi là từ đó các bạn chuyển âm, ở sau nó còn mấy chữ cậy đó ha, một chữ hai chữ gì cậy nó là nó sẽ ngay nhịp các bạn ha. Nè. Chiều nay gió đông về, nó còn sao chữ về, rồi mình sẽ đàn hết nhịp sau. Rồi tiếp tục. Nhìn trăng trên bến, nó ngày bến là chuyển qua là si dán trưởng ha. Bến xưa, nó ngày xưa là chữ xưa đàn hết nhịp sau, nó còn chữ xưa đó, đàn hết nhịp sau. Rồi tiếp. Đời trai gió sương về thăm cố hương, đêm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Ngày vắng là dậm năm cái la cho mình. Mà sao phố phường vắng la 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 la. Sầu đông, rồi ngưng, dậm xong ngưng ha. Sầu đông lạnh buốt, đêm trường lạnh buốt là lên tuyết rồi ha, nhưng sao còn hai chữ đêm trường đó ha. Và cho nên là mình nói là hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó ha. Mà sao phố phường vắng la 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 la. Sầu đông lạnh buốt, đêm trường vậy đó ha. Đó ha, là tình sầu gì đó, tình sầu lạnh buốt, đêm trường. Ờ tình hình như trên là tình sầu, sao mới sầu đông. Tình sầu lạnh, còn chữ hai chữ đêm trường. Sao còn hai chữ đêm trường, nó sẽ hát ở cái nhịp sau đó vậy các bạn. Rồi nói chung là mình không nhắc lại vấn đề này, khi mà thấy hợp âm ngay sau lưng chữ đó các bạn cứ chuyển hợp âm đó nha. Rồi rồi hát đoạn tiếp theo, sau khi hết đoạn một thì dậm rê 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 rê, hát đoạn tiếp theo. Ngày ngung bước chân buồn vậy ha, em đã sang ngang ngày ngang chuyển qua, nhưng mà sao còn chữ rồi, giống như đoạn trên thôi ha. Đành thôi nhớ mong người theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối chơi. Nhớ nhớ là bấm la trưởng dậm la 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 la, y như đoạn trên, hát các lời thế còn cách đàn y chang ha. Rồi sầu đông con đến bao giờ, rồi về sầu đông con đến, ngày đến bắt đầu tiếp ha. Và nơi cuối trời nhớ la 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 la, sầu đông con đến bao giờ. Đó, đến là bắt đầu mình đàn rồi, nhưng sau hai chữ bao giờ nó sẽ nằm ở trong cái nhịp sau nha. Sầu đông con đến bao giờ vậy đó ha. Rồi rồi sau hết bài sầu đông chuẩn bị chuyển qua bài 60 năm cuộc đời. Rồi thì như mình nói là mình sẽ chia sẻ cho các bạn thứ và trưởng luôn để các bạn làm quen, tại vì với cái điều tiết này thì sẽ rất là nhiều bài trên tông trưởng nha các bạn, hình như là trên tông thứ ít hơn trên tông trưởng đó ha. Cho nên là các bạn tập làm quen trên tông trưởng luôn, để sau này gặp những cái bài tiết này đa phần nó nằm trên tông trưởng nhiều lắm, cho nên làm quen luôn để sau này gặp những bài khác thì các bạn cũng ứng phó được ha. Rồi thì mình chia sẻ các bạn ba bài trên tông trưởng đi ha. Thì lần tới bài sầu đông là bài số 7 rồi, bây giờ bài số 8 là 60 năm cuộc đời tông trưởng nè, bài số 9 là 20-40 nè, bài số 10 là bài kim nè. Nói chung thì cái tông trưởng cũng rất là nhiều, nhưng mà để các bạn làm quen thì tập ba tông này, ba bài này thôi ha. Còn cái thứ thì những cái bài nãy 7 bài mình cho 7 bài thứ đi để các bạn sẽ dễ áp dụng hơn. Rồi trưởng thì cho các bạn 3 bài để các bạn làm quen ha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể lên Google các bạn search những bài hát điệu tuyết, nó sẽ ra một số tấu quân cho các bạn luôn, mấy trăm bài trên điệu tuyết ha. Trưởng có thứ có mà hình như là thấy trưởng nhiều hơn thứ đó à, cho nên là các bạn cố gắng tập thêm cái trưởng nữa nha. Rồi
Các bạn không thích liên khúc này thì cứ lên Google search ha và tìm, rồi dựa vào cách áp dụng của liên khúc này các bạn đàn những cái bài các bạn thích, rất là nhiều bài trên điều tiết, hoặc là xong liên khúc này tiếp theo nữa đưa những cái bài bạn thích vào nữa thành 20 bài 30 bài gì đó luôn ha. Rồi rồi đang đàn rê thứ chuẩn bị chuyển qua rê trưởng thì các bạn đi một vòng hợp âm này cho mình thôi ha, là các bạn chuyển qua trưởng được liền, rất là đơn giản thôi. Các bạn cái vấn đề mà chuyển từ thứ qua trưởng các bạn phải đi cái dòng hợp âm như thế nào để khi chuyển qua nó sẽ dễ cho người hát và nó dễ bắt qua trưởng hơn, các bạn nghe nó không có bị chói tai, không bị chổi tai, không bị lạc ha. Đó, nó cũng quan trọng, cái vấn đề mà chuyển dòng âm này nó cũng quan trọng lắm các bạn ấy. Mà chuyển mà trật cái hợp âm các bạn nghe nó bị kỳ kỳ, nó nghe nó chói tai, tự nhiên nó qua trưởng nó đớ đớ sao ha. Rồi cho nên là các bạn đi dòng như thế này, sầu đông con đến bao giờ là rê thứ. Rồi rồi các bạn đàn cứ rê thứ đàn một nhịp nè, sầu đông con đến bao giờ rê thứ một nhịp, chuyển qua son trưởng cho mình liền ha. Son trưởng xong rồi qua la trưởng, rồi bắt đầu qua tới rê trưởng luôn, là các bạn thấy nó sẽ rất là êm dịu ha, từ thứ nó qua trưởng rất là nhẹ nhàng thôi ha. Và đôi lúc mà không để ý các bạn cũng không nhận ra nó qua trưởng đâu ha, nếu các bạn đi dòng âm này đó. Rồi chứ các bạn dù đang đi đây, các bạn qua pha một cái, rồi các bạn qua đô hay qua son thứ một cái, rồi các bạn nhảy qua từ son thứ, phải dù nhảy qua rê trưởng các bạn nghe là các bạn cảm nhận được đường biết nó qua trưởng liền á, nhiều khi nó không hay ha. Rồi nói chung thì các bạn muốn đi cái dòng nào cũng được, tùy các bạn, nói chung từ rê thứ rồi các bạn cứ đi vòng vòng những hợp âm nào các bạn thấy hợp, thấy vừa, thấy khớp là được, rồi cuối cùng cái hợp âm cuối cùng cho qua rê trưởng là được nha. Thì các bạn cứ tập làm quen như vậy đi ha, sau này các bạn sẽ ứng phó rất là nhiều bài, đang hát thứ tự nhiên qua trưởng một bài riêng biệt thôi, ở đoạn đầu đoạn hai hát thứ nhưng mà qua điệp khúc nó lại hát trưởng, rồi về đoạn cuối nó lại hát thứ lại, nó rất là nhiều bài nó y vậy đó. Rồi rồi thì còn không các bạn đi vòng của mình ha, rê thứ, son trưởng, la trưởng, qua rê trưởng vậy ha. Rồi qua rê trưởng xong rồi ngưng hát bài, qua rê trưởng xong rồi bắt đầu dậm năm cái rê trưởng, rê rồi ngưng hát bài 60 năm cuộc đời. Rồi mình ví dụ cho các bạn nè, hết bài sầu đông qua bài 60 năm cuộc đời, đi vào âm đó ha. Cuối trường nhớ la 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 la, sầu đông con đến bao giờ, rê thứ nè, son trưởng, la trưởng, rê trưởng, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời vậy ha. Rồi ví dụ lại các bạn ha, không đọc để các bạn hình dung. Đêm cuối trời nhớ la 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 la, sầu đông con đi bao giờ. Em ơi có bao nhiêu đâu chuyện đó, sáng qua cuộc đời ha. Những thứ bấm âm mình nói các bạn rồi ha, ở clip số 15 là trưởng thứ gì cũng có hết ha, rồi âm bảy luôn, tất cả những âm thông dụng á, âm chặn đều có hết trong đó đó. Rồi em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu vui sướng không bao lâu, 20 nó có cái pha thăng thứ nữa ha các bạn. Nhìn vào clip số 15 các bạn biết pha thăng thứ thì bấm chỗ nào ha. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu vậy ha. Rồi cứ vào clip số 15 là các bạn biết hết âm chặn ha. 20 năm sau sầu thương câu vời vơi, 20 năm cuối là bao về lại rê trưởng, 20 năm cuối là bao về rê trưởng, dậm rê 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 rê, ngưng cái rồi hát tiếp cũng được, thế là thế vậy ha. Ví dụ nè, câu vời vơi 20 năm cuối là bao, rê 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 rê, thế là thế, đời sống không là bao. Rồi tức là hết đoạn này, chuyển qua đoạn kia thì dậm năm cái rê trưởng, giống như nãy những cái bài kia các bạn dậm năm cái rê thứ để chuyển đoạn, thì bây giờ qua bài này tông trưởng thì cũng dậm năm cái rê trưởng rồi chuyển qua đoạn khác vậy thôi ha. Và ví dụ lại nè, sầu thương có vời vời năm cuối là bao, thế là thế, đời sống không là bao vậy nha các bạn. Rồi tiếp tục, thế là bao, đời không lâu là thế, đời cứ vậy học âm tới đâu chuyển tới đó ha. Thế được bao hay sống mà yêu nhau, rồi yêu nhau về rê trưởng, rê trưởng rồi dậm rê 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 rê, rồi hát tiếp em ơi có bao nhiêu đó vậy ha. Hãy sống mà yêu nhau về rê trưởng, dậm rê 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 rê, ngưng hát tiếp em ơi có bao nhiêu vậy đó ha. 60 năm cuộc đời em ơi có bao nhiêu ngày nhiều, bấm rê trưởng và truyết lại ha, từ đầu chuyện tới đó. 60 năm cuộc đời khi làm rồi anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, em ơi ta sống được bao, rồi về rê trưởng dậm rê 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 rê,
Ninh. Rồi hát bài tiếp theo là bài 20-40 ha. Năm anh 20, em mới sinh là đời. Ngày anh 40, em mới vừa đôi mươi. Vậy đó ha. Rồi, cứ hôm tới đâu chuyện tới đó. Ví dụ các bạn hết bài 60 năm cuộc đời qua bài 20-40 cho các bạn nè. Yêu cho tròn đời, ta sống được bao đời. Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em mới vừa đôi mưa. Vậy ha, rồi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời cuộc đời nhiều đáng, nhiều cái vui đó. Sầu đây về rơi trưởng. Rồi, về rơi trưởng, dậm rơi, 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 rơi. Ngưng cái, hát tiếp. Khi em còn trong nồi, anh đã lo tìm đường. Hát cái điệp khúc đó ha, nhưng mà với mình, nhưng mà nói liên khúc tiết thì các bạn cứ tuyết đàn suốt cũng được, còn không thì vào điệp khúc các bạn có thể vào đi cô lên cũng được ha. Trong nồi em đã lo việc đời, ôi 20 năm hậu hoài. Vậy đó ha, còn không thì cứ tuyết cũng được, còn các bạn muốn thay đổi thì những cái bài này mà chỗ nào điệp khúc các bạn qua tuyết cũng được, qua đi cô cũng được luôn ha, phóc cũng được nữa, nói chung vậy ha, nếu muốn thay đổi. Còn không thì cứ tuyết xuyên suốt đi nha, tại liên khúc tuyết thì cứ tuyết xuyên suốt, điệp khúc cũng tuyết luôn ha. Rồi hát đoạn đầu, dậm rơi 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 rơi, hát đoạn hát tiếp theo. Khi em còn trong nồi, anh đã lo việc đời, ôi 20 năm ủ hoài. Rồi học âm tới đâu chữ tới đó ha. Đầu vừa điểm vai, gặp nhau từ riêng mai, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi, lỡ tuổi lỡ thời, nay ta không xứng đôi, thôi thôi chờ kiếp sau. Rồi tiếp sau về rơi trưởng, dậm rơi 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 ha. Rồi rồi ngưng cái dậm rơi 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 rồi ngừng, hát bài tiếp theo, bài số 10 là bài Kim. Cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim ha. Rồi sẽ rất vui với những bạn nào đang theo dõi liên khúc này mà tên Hương và tên Kim ha. Tại vì trong bài có hai bài, bài tên Hương, bài tên Kim. Rồi Hương, rồi dưới này là Kim ha, hai bài. Rồi chắc các bạn xem mà các bạn nghe, tức là nghe những cái bạn mà tập cái liên khúc này, các bạn cứ hát tên của các bạn là các bạn sẽ ngồi cười thôi ha. Rồi hết bài 20-40 chuyển qua bài số 10 là bài Kim. Rồi ví dụ các bạn ha, hết bài nè, thôi chờ kiếm sau đây 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 ha. Tôi hát trên chút nữa để các bạn dễ hình dung ha. Tôi lỡ thời, hai ta không xứng đôi, thôi thôi chờ kiếp sau đây 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 đây. Rồi ngưng hát Kim. Cứ sao ngay sau bắt đầu rít lại ha, cứ sao buồn này Kim ha. Tức là hết bài 20-40 chuyển qua bài Kim thì chỉ dậm rê 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 ngưng, cứ sao ngay sau bắt đầu, cứ sao buồn. Rồi bắt đầu tiếp lên ha, là bài Kim. Kim cớ sao sầu này Kim, ai thương em hơn anh mà tìm. Cớ sao hoài này Kim, có biết cho lòng anh đã mơ từng phút vui buồn cùng Kim. Rồi về hết bài số 10 thì các bạn, cái cuối cùng đó, các bạn chuyển qua rơi thứ cho mình ha. Mặc dù bài này đang trưởng, cái bài Kim này là đang rơi trưởng. Đã mơ từng phút vui buồn cùng Kim, nhưng mà cái Kim cuối cùng cùng Kim về Kim là về rơi thứ ha. Nhưng vui buồn còn có biết cho lòng anh đã mơ được cũng vui buồn cùng Kim. Về rơi thứ để chuẩn bị mình hát qua cái bài tiếp theo là bài Tình Thắm Duyên Quê ha. Cái bài đầu tiên của liên khúc, và bây giờ kết thúc thì mình cũng kết thúc với bài này, nhưng mà bài này bài thứ. Cho nên hết bài Kim thì các bạn cái hợp âm cuối cùng bạn chuyển qua rơi thứ ha, để bắt qua giọng thứ hát tiếp Tình Thắm Duyên Quê là trở lại thứ ha. Rồi ví dụ các bạn hết bài Kim qua bài Tình Thắm Duyên Quê, hết bài Kim là về rơi thứ, dậm rơi 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 rơi, dậm năm cái rơi thứ để hát bài Tình Thắm Duyên Quê ha. Rồi cứ sao ngoài này Kim, có biết cho lòng anh đã mơ những phút vui buồn cùng Kim. Rơi 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 rơi, em ơi quan họ quan trên sông con đò ngang ha. Rồi trở lại bài này thì bài thứ ha. Rồi thì ở đầu vào liên khúc á thì hát đoạn đầu, đoạn hai như bây giờ cuối liên khúc thì cũng quay lại bài đó Tình Thắm Duyên Quê, nhưng mà hát bắt đầu từ điệp khúc ha. Em ơi khoan hò khoáng trên sông con đò ngang. Rồi hát điệp khúc và đoạn cuối, rồi mình kết thúc liên khúc nha các bạn. Rồi
Em ơi quan họ quan rồi cứ truyết đi ha, em tới đâu chuyển tới đó. Trên sông con đò ngang khoan ơi quan họ em về chăm lo việc nhà thóc lúa vung vườn cà liếp dưa, liếp dưa vung gì vườn cà liếp dưa ha. Rồi về la trưởng dặm la 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 rồi ngưng hát tiếp em ơi quan họ khoáng hát tiếp đoạn tiếp theo nữa cô điệp khúc hai đoạn nữa ha. Rồi ví dụ này quan ơi quan họ em về chăm lo việc nhà thóc lúa vung vườn cà liếp quan ơi quan họ tôi mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về rồi hết điệp khúc thì dặm rê 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 thêm cái rê nữa rồi hát đoạn cuối ha. Rồi ví dụ hết điệp khúc qua đoạn cuối cho các bạn nè khơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về rê 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 chiều tàn rơi trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thân gái trai vậy ha. Rồi cứ hợp tới đâu chuyển tới đó ha. Cái đoạn cuối này y như cái đoạn đầu các bạn ha, đầu điệp khúc luôn ha. Tiếng họ chơi vơi khi trăng tàn lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chày bốn lơi đó. Đoạn cuối nó hai đoạn giống như đầu, nó như hai đoạn cuối, hai đoạn đầu điệp khúc cái bài này ha. Nó chỉ là đoạn 3, đoạn 4 đi đó, đoạn đoạn 3 rồi thêm đoạn 4 nó giống như đoạn 1, đoạn 2 của cái đầu điệp khúc các bạn hát ha, thì chàng vậy. Rồi hát cái đoạn 3 này, hát cái đoạn 3 này. Tiếng chày bốn lơi. Chày bốn lơi là về phát trưởng bốn lưỡi pha 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 rồi giống như nãy thôi ha, ở cái đoạn đầu tiên của liên khúc chày bốn lưỡi pha 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 rồi ngưng hát tiếp đoạn tiếp theo hàng dừa cao nghiêng nghiêng soi bóng sông vậy nha các bạn. Dạ đây các bạn, rồi ví dụ cho các bạn nè, hết đoạn coi như phân đoạn 3 đoạn 4 đi ha, hết đoạn 3 qua đoạn 4. Đêm đêm quê rộn ràng bao tiếng chày bốn lơi pha 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 hàng dừa cao nghiêng nghiêng soi bóng sông vậy thôi ha, giống như đồng một đồng hai thôi nha các bạn. Rồi hôm tới đầu chuyện tới đó một ngày mai say xưa những ước mong gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long hai ta ước thề xây đắp tình duyên quê. Rồi hết bài tình thắm duyên quê luôn thì dậm rê 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 rồi hát lặp lại câu này gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long hai ta ước ngân dậm la 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 xây đắp tình duyên quê rê 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 đó là kết thúc liên khúc luôn đó ha. Rồi, tức là kết thúc bài tình thắm duyên quê cũng là kết thúc liên khúc, các bạn sẽ hát lặp lại nghe cái câu gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long quê hai ta ước thề rồi ngay thề dậm năm cái la xây đắp tình duyên quê dậm năm cái rê thêm một cái rê nữa là kết thúc ha. Ví dụ như các bạn nè gai miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long hai ta ước thề xây đắp tình duyên quê đây 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 gai miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long hai ta ước thề la 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 xây đắp tình duyên quê đây 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 ha. Rồi đó là các bạn cứ rê 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 dặm cái là kết thúc liên khúc luôn ha. Là còn nếu các bạn muốn cách ao luôn á thì các bạn sử dụng giống như intro, cái intro thế nào bây giờ cách ao y chang vậy. Gai miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long hai ta ước thề xây đắp tình duyên quê đây 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 là đạt intro. Đó, đạt y chang intro dặm thêm cái rê nữa là các bạn cách ao á ha. Nói chung là kết ao thì rê 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 dậm rê xong kết ao cũng được, còn không thì đàn lại y chang intro vậy đó. Rồi các bạn dậm thêm cái rê nữa là các bạn kết ao luôn ha, kết ao y chang intro thôi. Rồi giờ là mình chia sẻ các bạn phần cái xong cái liên khúc này ha. Rồi các bạn cứ tập cái phần liên khúc này ha, rồi có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment hỏi mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.